Khác với kỳ World Cup nữ cách đây 4 năm tại Pháp, những chiến thắng với cách biệt 6, 7 bàn trở lên không còn xuất hiện. Những đội bóng tân binh của giải đấu thi đấu sòng phẳng, thậm chí giành được điểm số lịch sử ngay ở trận mở màn. Đội tuyển nữ Việt Nam dù thất bại nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen. Không đội bóng nào trong số 8 tân binh của World Cup phải xấu hổ vì màn trình diễn của mình. Các đội tuyển Ireland, Bồ Đào Nha cùng với Haiti chỉ để thua 0-1 lần lượt trước Australia, Hà Lan và Anh, Philippines thất thủ 0-2 trước Thụy Sĩ, và trận thua 0-3 của Việt Nam trước nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ. Tất cả đều là những kết quả tích cực, chỉ có Zambia phải đón nhận thất bại với cách biệt lớn 0-5 trước Nhật Bản. Chuyên gia của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, nhận xét trên trang chủ. Trong số các đội tuyển lần đầu tham dự World Cup, Jamaica gây ấn tượng lớn nhất khi cầm hòa đội tuyển Pháp, đội bóng từng đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam 7-0 ở trận giao hữu năm ngoái. Nữ cầu thủ Chantal Swabey của Jamaica phấn khích phát biểu sau khi đội nhà cầm hòa Pháp 0-0. Khoảng cách giữa các đội đang bị thu hẹp, đó là điều chắc chắn. Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, tôi đã nghe các đồng đội của mình nói rằng, bảng xếp hạng thế giới là gì? Xếp hạng nào vậy? Tiền đạo Diani của Pháp thừa nhận. Không có đội bóng nhỏ nào ở giải đấu năm nay. Chúng tôi biết rằng mọi đối thủ tại World Cup đều là thách thức lớn. Chúng tôi đã lường trước khó khăn này và thực sự trận đấu đã diễn ra như vậy. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen ngợi sau màn trình diễn trước đương kim vô địch World Cup đội tuyển Mỹ. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu với quyết tâm cao, giữ bình tĩnh dù bị thủng lưới và đối phương liên tục áp đảo. Đội tuyển Mỹ thực hiện 27 cú dứt điểm nhưng chỉ 7 lần trúng đích. Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7.